đi từ 7 đến 12 13 là một đêm. 12 đến 13 là một đêm. Gần 6 tháng rồi. Gần 6 tháng rồi. Tức là sao không ngủ được tiếng hiện dậy? Không có gì, bây giờ ít ngủ lắm. Vâng. Nên sau đấy hầu thì nó ngủ đến thứ 3 thì sau đấy hầu buổi học đấy xong nói thầy là đấy bị bánh ngủ, không bị bánh ngủ xong. Thầy cũng như đây là điều ông huyền cho thêm. Đi đâu? Hôm đầu tiên thì con đi mấy lần? Ba lần. Sau ngày lần thứ nhất. Vâng, lần thứ nhất. Đấy là thứ hai. Thứ hai thì đi một lần. Một lần. Sau đấy là ba đến giờ thôi. À, đến ngày 3 đến giờ đi rồi. Thế là bác học đến buổi thứ 3 đúng không? Bác ngày 3 buổi cuối thứ 3. Từ đấy về bác bác tên gì? Bác tên gì? Tên Oanh. Bác Oanh ở khóa 3A. Thế bác làm như nào? Bác chia sẻ cụ thể với mọi người. Đấy cũng theo cái phương pháp thế dạy thì gánh mặt. Gánh mặt. Gánh mặt như tập thể dục. À, tay của tay. Tay của tay tất cả. Nhớ cái gì là làm đấy. Xong mặt không ạ? Có sao mà không cùng? Sau đến ngày thứ 3 thì đi. À, bây giờ mình giờ ngủ ngon chưa? Tốt rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà không đi tiểu đêm nữa thì chắc chắn không sẽ. Không đi tiểu đêm. À, chúc mừng.